Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay em nhập được lô máy A520 đẹp kinh khủng luôn. Cái này thì mọi ngày mọi người còn hỏi là còn A520 không, nhưng mà đến bây giờ mọi người hỏi thì luôn luôn là sẽ còn mọi người. Giá thì giá rất là rẻ rồi, máy đẹp không à. Nó còn cỡ như thế này nó gọi là, đối với em gọi là xấu ấy, nhưng mà thật sự nó đẹp cực kỳ luôn. Con này ra 3 bộ nhớ 32GB, đặc biệt máy này thì nó cũng có chống nước nha mọi người nhá. Nó chỉ là một sim thôi, bản Hàn. Đó. Máy này hầu như đẹp 99 gần như mới luôn. Đấy, em có nhiều màu lắm. Màu xanh, màu hồng, màu đen nha mọi người nhá. Đây màu hồng này. Xanh, hồng, đen. Đẹp chưa? Có cả A720 nữa nha mọi người nha. A720 rồi là A7 này. A18, đâu A720 rồi. A720 đẹp keng như mới luôn. Loại này thảo hộp bắn mới được luôn mọi người. Rất là đẹp luôn. Đó. Cái dòng S10 5G. S10 5G này. Note 9 này mọi người. Note 9 màu cà phê nhá. Con này giá chỉ có 7 triệu 3 thôi nhá mọi người nhá. Bản Hàn một sim luôn. Cái này thì có thể là lên 2 sim. Loại này là máy zin nguyên bản nhá. S8 thì đợt này cũng có, nhưng mà nói thẳng với mọi người là giá cao. Tại vì là riêng cái dòng máy Hàn này nó cũng chỉ là một sim thôi, nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tốt nhá. Mấy cái này là cái keo. Máy nguyên zin. Có cây thay lưng nha, em không lấy nhá. Thay lưng rẻ hơn có 200-300 ngàn thì không bỏ. Loại S8 này áp suất thì nó cũng bình thường thôi. Đấy. Con này lên mạnh phết đấy. Thì em bóp một tay nhá. Màn zin đẹp không ám mố gì luôn. S10 này. S10 5G này mọi người. S10 5G thì em có hai màu. Màu gold và màu đen xám nhé mọi người nhé. Đây mấy cái này là cái keo thôi. Vệ sinh lên con này nó đẹp và rớt vào khoảng cỡ 98 gần 99% đấy, rất là đẹp. S10 5G thì theo em cảm nhận thì cái nút nguồn này nó nằm ở cách xa phía bên tay phải này. Nó S10 Plus nó nằm bên trên này, S10 5G nằm dưới này. Bấm rất là dễ hơn cả S10 Plus luôn nhá. Với lại hơn S10 Plus là nó thêm một mắt camera nữa này. Đấy. Con này giá nó chỉ trên 9 triệu một chút thôi. Đấy, đặc biệt là hôm nay có cả nốt 9 mà màu bạch kim nha mọi người nhá. Đấy, con này thì em bán giá thì rất là rẻ rồi. Nó không còn đắt như ngày trước nữa nhá. Đấy. Cái nguồn hàng mình nhập vô nó giá bây giờ nó xuống thì mình lại phải bán xuống thôi. Còn giá lên quá mà mình nhập và bán cũng không có lời. Cái dòng nốt này áp suất rất là căng. Đây em bóp có một tay, nó lên rất là yếu. Con này thì có bị một vết cấn nhẹ ở đây này mọi người thấy không?
đó. Thì giá này nó cũng 7,3 triệu thôi. Màu bạch kim nhá. Cái này em chưa vệ sinh đi, vẫn còn dính keo ở đây. Đây, S15G màu gold đây. Cái này để sau về nhà em sẽ làm video nó chi tiết hơn, nó đẹp hơn. Tại bây giờ em quay luôn để cho nóng hổi, mọi người cần gì thì báo em luôn. Đây này, nốt 9 đây em còn rất nhiều, nhưng mà một số đây thì em đã tuyển chọn và em đã lọc sàn lọc ra được một mấy cây máy nó như ý muốn của em ở đây nhá. Đó. Đây thì mấy cái rổ này đây, hai anh em đang test máy nhá. Cái này là toàn là đây là A810 nhá mọi người nhá. Mấy dòng này thì em ít bán, tại vì nó cũng thấy nó cũng lạ lạ. Đợt trước em bán rồi, nhưng mà loại này thì em không có nhập. Đấy. Ví dụ A510 với cả A710 rất là đẹp, máy zin màu trắng sữa này, thấy không? Con này thì nó giá chỉ 1,5 triệu thôi. G7 Prime này. A720 ở đâu đây? G7 Pro. A6. A6 cộng này. Đấy. Rồi, thì em xin phép dừng lại video đây nha mọi người. Coi hôm nay em đăng video lên thì mọi người thấy cái mã nào mọi người cần ấy, thì inbox bên dưới nhá, bình luận hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Đấy, thì em sẽ báo giá chi tiết hơn nhé. Còn những cái làm video mà nó kỹ hơn thì em về nhà em sẽ quay kỹ hơn nha mọi người nhé. Rồi, xin chào mọi người.